chuẩn đi anh, qua đây ở gì?
Thế chuyển đi anh không về đây ở gì? Nhà em anh ở gì mà ở? Ở cái Em gì? chuyển thì em chuyển thôi chứ em đã ở đấy đâu, em còn chưa làm xong ấy. Làm xong viết. Thế về đây làm gì? Về lấy đồ. Đồ gì giờ không cho lấy hết? Đồ của em vẫn phải lấy chứ. Không cho em lấy à, buồn cười nhỉ. Lấy đồ gì? Nồi niêu gì đấy, bát đũa gì đấy. Tất cả đồ em phải lấy. Chuyển đi, bây giờ còn lại cái này tôi dùng ấy. Dùng à, anh buồn cười nhỉ, đồ của em phải lấy. Anh không biết tự mua về mà dùng à? Dạ anh có đâu. Không có, anh không biết tự mua à? Mua gì? Bây giờ em chuyển đi cái đồ này, bây giờ làm vào đất của anh. Bây giờ anh những cái đồ gì anh lấy của anh hết. Viên à, đồ em phải lấy. Đấy em còn có mà dùng chưa, em mua em không lấy gì cho anh hết à? Mày chuyển đi bây giờ mày còn về lấy á? Đồ của em lấy chứ. Mãi mày còn cái á? Cái gì? Đồ của em không lấy em cho anh à? Em không lấy thì em dùng gì? Em có cái gì mà dùng? Mày không cho lấy đâu. Đồ của em phải lấy. Ông không cho lấy rồi. Còn lấy. Cái đồ để lại cái lấy hết đâu. Cái này em mua lấy cho anh à? Cái này toàn của em hết, em không phải lấy. Lấy cái gì, em dùng cái gì? Ông không cho lấy vẫn còn lấy à? Mấy cái này của em, anh cười nhờ, chợ có đáng cái này đáng bao nhiêu tiền đâu, anh không biết tự mua à? Còn của em hết, em không lấy cho anh à? Bây giờ mày lấy đồ đi nhá, tất cả những cái số này tao không cho mày lấy đi đâu. Nhà bây giờ để lại tao ở. Mày đã Nhà chuyển đi rồi. anh ở, em không ở, em đốt, em không cho anh ở đâu. Đốt cái gì? Đốt, tao đã cho lấy đồ ấy. Nhà anh à? Em làm mất bao công sức mấy tháng trời chứ anh không cười. biết ai bảo làm vào đất nhà tao. Này còn đồ của em hết. Chắc là anh gì. Mấy mấy cái đồ này dạ, không cho mà lấy đâu. Em muốn ở thì không biết tự làm à. Đồ em mua lấy em cho anh à. Mình chỗ này tôi cho lấy cho đâu. Một cười nhỉ. Đồ em vẫn phải lấy. Cái này ở ngoài chợ có mà, anh không biết tự mua à? Anh thích đánh không? Đánh gì? Sợ anh chắc, anh hôm nào hôm đòi dọa đánh em. Dọa em nhá. Giờ em chuyển đi rồi, em không thèm ở đây nữa. Đồ em phải lấy. Lấy đồ gì? Cái này toàn của em hết. Em không cho lấy đâu. Cái đồ này của em mà. Mãi mày không nghe à? Một cười nhờ, cái này của em. Mày có thích của em nữa không? Tao đấm cho mày. Phát bây giờ là mày của em mày à. Ở đấy. Mày. Cái này cũng bỏ lại đi. Anh điên à, cướp cái kia của em rồi, cái này rồi bảo em mở lại à. Của em không lấy cho anh hết à. Mày mày thích, mày tao không cho mày lấy một cái đéo đồ gì luôn. Chân tay có không biết tự kiếm tiền mua toàn ăn cướp. Cướp mày làm vào đất của tao, bây giờ mày để lại cái này để tao dùng. Cái này toàn đồ của em, anh cứ phải nói nhờ.
cướp à? Cướp gì? Anh cho bé lấy cho bằng này thôi. Bây giờ đây là của tao hết rồi. Mà không cho lấy mà còn lấy à? Em không ở, em đốt. Đây là nhà em đấy, không phải nhà anh đâu, nhá. Mày đốt à? Rồi, thế anh lấy tiền trả em đi. Đồ của em cũng cướp. Nhà em không ở, em phải đốt. Mày thích đốt à? Hả? Nhà em phải đốt. Mày thích đốt à? Hả? Anh buồn cười, nhà em không ở, em phải đốt chứ. Mà không cho mày ở mà. Không cho mày em đốt. Ở thì nhà em phải đốt. Thế anh ở anh phải trả tiền sao em. Sao mà không còn làm vào đất tao? Đất gì, sổ bìa đỏ thì anh trả tiền. Lấy ra suốt ngày về nhiễu rồi phá nhà em, ai ở được. Đất khai hoang lấy đâu ra bìa đỏ? Không, không có bìa đỏ thì cầm cái mồm đấy nhá, đừng có mở đấy nhá. Anh buồn cười nhờ, lại đánh người à? Em báo công an bây giờ. Đấy, báo đi, ở đây có công an không? Đốt à? Cút! Mày lấy đồ mày đi nhanh lên. Đồ với em cút gì mà cút? Nhà em. Mày phải nói nhà tao cho mày một cái với mày nhà mày. Cướp đồ thôi, cướp cả nhà. Sống gì mà bị uế hết, đánh người á. Mày lấy đồ đi cút đi nhanh lên. Còn cái này tao dùng rồi. Thế anh dùng anh không biết từ mua à? Biết. Đi. Đàn ông con trai mà cướp đồ của con gái à? Mày làm thích cái gì không? Người ta lại không cho lấy đồ nữa đấy. Cướp đời vai rộng mà không biết kiếm tiền mà mua. Rồi ăn cướp. Cướp gì? Cướp gì? Ăn cướp, cướp rồi còn cướp gì? Chả có cái gì cướp cả. Mày không làm đất vào nhà tao. Nhà anh. Nào ông bảo nhà anh. Sổ bìa đỏ thì không thèm lấy. Chẳng ai chứng nhận cho anh là bà đất này là đất nhà anh cả. Nhá. Đất khai hoang có bia đỏ hết. Không có bia đỏ thì im mồm đi. Mày có cút nhanh này không? Nhà em đấy, cút à, người cút là anh ấy. Đừng có tưởng là con trai ở đây mà sư hùn sư bá nhá. Mày có lấy đồ đi nhanh không? Em thích ở đây bao lâu rồi, em ở ngồi nhà em không ở em đốt. Nếu mà anh muốn ở ấy, anh muốn chiếm cái đất này, anh tự đi mà làm nhà, không phải chiếm nhà em á. Lúc thì chiếm đất, lúc thì chiếm nhà. Đấy, chuyển đi rồi thì... Chuyển đi. Ơ, chuyển đi thì em lấy đồ, anh lại không cho em lấy. Không. Không, nhưng mà không. Ở đây... Đây thì đất thì anh không lấy sổ bìa đỏ ra, lúc nào không ở đất không anh, không anh có phải có sổ bìa đỏ chứ. Không có sổ bìa đỏ thì anh tranh anh chớp gì vậy ạ? Hôm nay có cút đi không? Đừng có mở đấy mà xưng mình xưng bá nhá. Mày đồ mà cút đi. Mày nói một con ở đây à? Cút đi nhanh lên. Người cút là anh ấy em à? Cút nhanh lên. Cái đồ của mày nhanh lên nào. Nhanh lên. Nhớ gì người mặt rời thế. Cút đi nhanh lên. Cút nhanh lên. Người gì mặn dày thế nhỉ? Nhà em anh cứ phải chửi em đi nhỉ? Con nói nhiều không? Nói nhiều gì? Nghe đây! Đúng là đàn ông mẹ sức dày vai rộng mà không đi kiếm tiền. Cướp, toàn cướp. Cướp cái gì? Đây này cướp à? Em cướp. Đừng tưởng em con nhà em thích làm gì thì làm. Mày không đi nhanh, tao cho mày biết. Loại không được dạy dỗ. Tao ở đây, tao phải lấy. Mày cút biến mẹ nhanh lên đi. Mày lấy cái đồ của tao, mày không trả giàu đâu.
chơi gì nữa ấy? Nhà mất ở mà không biết tự làm à, cướp à? Thế mày làm quả đất đây, mày bây giờ mày chuyển đi tao chở đây à? Đất lồn đấy, cái này đất nhà anh có sổ về đỏ đâu mà đất. Mày cướp nhanh lên. Sổ về đỏ thì không có, đòi tranh à, tranh gì? Không có cái không? Đừng có tưởng là đàn ông thì thích làm gì mà làm. Giỏi đi ra ngoài xã hội mà xưng hùng xưng bá, đừng có ở đây mà xưng hùng xưng bá với tao. Nếu kiếm mẹ không? Vẩn. Mày đi mày không được lấy đâu. Cái này của tao đang lấy, mày không cần phải cướp. Mày có thích không? Hả? Mày không cần phải hét. Cướp thì cướp vừa thôi. Mày lấy sao mày biến mại ấy nhá. Mày tranh đồ của tao mày mặn dày ấy. Bây giờ mày chuyển đi mày không được lấy đâu. Tao chuyển đi đồ tao phải lấy. Mày chuyển đi bây giờ mày không được lấy. Cái này do nhà tao ra chồng nhá, nói cho mày biết nhá. Mày thích chồng không? Bây giờ mày chuyển đi mày còn lấy tao à? Tao không thích chồng nữa, giờ tao thu hoạch thôi, tao không chồng nữa. Mày hiểu chưa? Đâu nhà tao đang hỏa hái ăn chứ. Mẹ hài chồng cho mày ăn à? Mày ăn được bao nhiêu? Đồ của tao không lấy cho mày à? Mày nói nhá, mày nói mày, tao đánh với mày. Mày có cút đi không? Vật lộn thì vật ở đây. Cướp nhà rồi, giờ cướp cả thức ăn nữa. Bao thứ của tao mày chụp hết rồi, mày giả vờ mày toàn mày chụp hết rồi, giờ mày còn tranh à? Tao chụp cái gì? Mày kẻ nào ăn trộm mà thừa nhật mày ngu à? Đi trộm rồi còn bảo tao trộm đồ của mày à? Không thì lấy tao. Lấy mày làm gì? Náo mày ngắn à? Mày đi ở chỗ khác tao sẽ gì? Gì? Rồi gì tao báo công an tao sợ bất kỳ mày. Báo công an đi. Vợ tao bây giờ mẹ mày nó đi làm rồi, tao lấy mày cũng được mà, lo gì? Vợ mày đi làm chị mày, chẳng có con gì cho tao. Mày đi ở chỗ khác, tao mẹ... Rồi sao mày về đây lấy, tao sẽ mò mày, tao sẽ biết chỗ ở của mày, tao sẽ lại đi làm tiếp. Công an tao không biết báo rồi, em đi chắc. Đường xá xa khôi, mày báo công an đâu? Báo mày vào tù ấy. Ở đây đường xá xa khôi, nhưng mà giờ chỗ tao ở không xa nhá, tao nói cho mày biết nhá. Đấy, ví dụ bây giờ tao bắt mày ở đây, mày báo công an đi. Nó, tao có chân có tay, đầu tao không có áo, mày bắt đi. Mày chuyện tao ngu chắc. Mày lấy ít thôi nha, tao không cho mày lấy đâu. Đồ ra tao trồng mấy tháng trời mà cứ phải ngăn cản tao lấy làm gì nhỉ? Nhưng mà có thích không? Thích gì? Thích đánh nhau ở đây nữa à? Cho mày một phát bây giờ. Mày nói ai? Bây giờ mày lấy đồ mày đi nhanh lên. Nhà tao ông cũng cướp rồi nhá. Nhà tôi ông cũng cướp rồi. Chứ gì ông của tôi ông cũng cướp rồi. Giờ nhà... tôi chỉ hái mỗi tí rau ông cũng đòi nói à? Nhà đâu nhà tao ra là trồng ấy. Nhà nha. Còn sắp mục hết rồi. Mẹ mục thì mục. Thế mục cho tao đốt đi. Tự làm. Có chân có tay không biết tự làm à? Ai bảo mày làm vào đất tao mà không xin? Đất tao đất te gì? Đất mày sổ bìa đỏ. Nói mày con đi hái à? Kéo thèm lấy ra. Hả? Ngày bảo đất tao. Đất tao sổ bìa đỏ đâu mà tao. Tao với mày gì ở đây nữa? Đất tao thì sổ bìa đỏ mà phải lấy ra chứ. Nói mà con nhớ nhỉ? Mà con lấy nhỉ? Đất ngay ở đất nhà mày.
mẹ sổ bị đỏ thì không thèm lấy về, cứ ngày vào đất nhà mày, cứ ngày vào đất nhà mày, đồ tao trồng cũng phải đồ của mày nữa. Mày mặt dày quá nhờ. Mày lấy lần này thôi. Lần này gì? Giờ tao ở đây mày không được lấy đâu. Cái này là tao trồng, tao phải thu hoạch. Nó còn chưa ra đậu, nó đang ra đây này. Nói cho mày biết. Từ khi tao thu hoạch cái này xong á, tao không về nữa. Biết thèm gì. Tao thích về chắc. Nói mày giỏi đấy nhà. Mày giỏi gì ở đây. Cút đi. Tao lấy xong dâu tao về. Cút. Mày đi về đi. Thế mày ở đây được bao nhiêu lần lâu? Sao tao còn thấy mày về, tao đánh cho mày ấy. Đánh sợ mày à? Sợ à? Thích thì tao vật lụt với mày xem. Mày đánh không? Cứ ngày dọa đánh người sợ chắc. Cướp nhà rồi, cướp đồ rồi, còn đòi đánh người nữa à? Mẹ sao tao thấy mày còn về lấy cho mày biết. Cái nên mày biết tay tao ấy. Mặn mày dày hơn thớt à? Mày đừng có mà giở trò ở đây nhá. Mày cướp hết nhà tao rồi nhá. Mày giờ mày còn thích nữa à? Nồi của tao mày còn cướp hết rồi nhá. Giờ mày còn mày thích làm nữa ở đây à? Tao còn không cho mày lấy cái này là còn được vào đây. Được cái gì? Đồ tao mua ấy. Tao xin của mày đâu mà mày... cho hay không cho? Mày cút đi. Mày không chứ mà còn nói nhiều. Hôm nào tao về đó, tao đốt hết nhà, xem mày còn ở được bao lâu. Mày đốt nhà tao thấy mày không biết. Nhà mày à, mày làm à? Mẹ yêu mày thằng mặt dày đấy. Có chân có tay mà nhà không biết làm. Nhà tao, nhà mày chắc. Tao thích vật lộn với cái loại như mày à. Cái đồ không có đạo đức. Cái bố mẹ dạy dỗ mày chả thế. Làm. Ăn cướp à? Thích tương hình tương bá à? Tao có cướp gì đâu? Đây, cướp nhà của tao đây. Không cướp cái gì à? Đầu mày không có áo à? Thằng nghèo, cướp là nghèo chứ không phải là phá giả gì đéo đâu mà. Mày lấy tao mới ở đây này. Thèm lấy mày chắc. Mày đi ở chỗ mấy, mai tao đi mò mày nhá. Mày đi mò đi, tao cho mày con dao thôi mà mày cứ mò đi. Nhà không biết đường.